Trưa ngày 27 tháng 1 mùng 6 Tết, anh Trần Văn Chi ngụ thành phố Quảng Ngãi cho biết con trai anh, cháu TDL, bị hóc hạt bí và đã tử vong. Anh cho rằng con anh mất vì sự tắc trách của ca trực đêm mùng 5 đến rạng sáng mùng 6 Tết tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Anh Chi thuật lại rằng vào khoảng 20 giờ tối mùng 5 Tết, con anh chơi đùa cùng với nhiều cháu bé khác. Một số cháu lớn lấy hạt bí ra ăn. Cháu L bất ngờ bị ho sặc, khó thở gần vị trí có vỏ hạt bí. Theo anh Chi, khi vào viện cấp cứu, gia đình đã chủ động báo với y bác sĩ là cháu bị hóc hạt bí. Sau đó, một bác sĩ trẻ đến dùng dụng cụ y tế kiểm tra cuống họng cháu và nói với gia đình là không có gì. Tôi đã nói đi nói lại là cháu bị hóc hạt bí, cần chụp phim, nội soi kiểm tra. Mãi một lúc sau họ mới đưa con tôi đi chụp phim. Sau đó bác sĩ coi phim lại nói không có gì đâu. Trong khi đó con tôi vẫn muốn nôn nhưng nôn không được. Con tôi được đưa lại phòng cấp cứu, anh Chi kể. Anh Chi khẳng định trong quá trình thăm khám đầu tiên cho con anh, có nhiều người thay nhau khám nhưng họ còn rất trẻ. Các bác sĩ không tìm ra vấn đề, còn cháu L vẫn tiếp tục dọa nôn. Người cha nóng ruột đề nghị được đưa con chuyển viện ra Bệnh viện Đà Nẵng nhưng bác sĩ vẫn nói với gia đình không có vấn đề gì. Cuối cùng là bác sĩ Thám đến khám cho con tôi, ông Thám xem phim nói không có gì đâu. Sau đó nghe thở và nói con tôi hen suyễn chứ không phải hóc dị vật. Sau đó có cho con tôi thở khí dung, cháu ổn hơn một tí và được đưa lên khoa điều trị ở tầng 5, anh Chi kể. Cháu L, lúc nôn, lúc không, có biểu hiện đau ở cổ, khó thở. Người nhà tiếp tục yêu cầu nếu hen suyễn thì hút đờm cho cháu và nội soi ở cổ xem có phải hóc hạt bí không. Y tá lại nói giờ không có ai làm việc cả, sáng mai mới làm. Việc họ hối tôi nhiều nhất là về lấy bảo hiểm để làm thủ tục nhập viện cho cháu. Thủ tục có thể bổ sung sau, việc cần thiết là tìm ra nguyên nhân của cháu thì lại không làm, anh Chi nghẹn ngào. Khoảng 23 giờ đêm, gia đình chở cháu về nhà để tìm sổ bảo hiểm và rửa cho cháu vì cháu nôn ói khắp người. Đến khoảng 3 giờ sáng mùng 6 Tết, gia đình thuê taxi đưa con lên lại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Khi gần tới viện, cháu nức nghẹn và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Sau đó được chuyển gấp lên phòng hồi sức tích cực, lúc này y bác sĩ hút đờm, lấy oxy cho thở. Khoảng 20 phút sau, bác sĩ báo con tôi không qua khỏi. Tại sao có người hút đờm mà trước đó tôi yêu cầu thì nói không có ai làm? Tại sao không kiểm tra cho cháu sớm hơn? Họ đã quá tắc trách, anh Chi khóc nghẹn. Một lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết khi tiếp nhận cháu L, ca trực đã cấp cứu, hội chẩn, khám kỹ, xong mới đưa lên khoa điều trị. Kiếp trực đồng thời cho cháu thở khí dung, theo dõi đường thở, thấy cháu ổn định nên có giải thích cho người nhà về tình hình của cháu cần theo dõi tại bệnh viện, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi nói. Tuy nhiên, khoảng 0 giờ sáng mùng 6 Tết, bác sĩ phòng bệnh vào khám cho cháu thì không thấy cháu. Mãi đến rạng sáng gia đình mới đưa cháu đến viện vào thẳng phòng cấp cứu. Sau đó cháu được chuyển lên khoa hồi sức tích cực nhưng cháu đã mất. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu cần phải có giám định pháp y để làm rõ. Y bác sĩ bệnh viện rất buồn và chia sẻ với gia đình mất mát quá lớn này. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã làm việc với y bác sĩ ca trực cũng như phối hợp với công an để làm rõ, lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nói.